Tâm bánh gì vậy? quết chuối ăn với chấm nước mắm á. Ở miền Tây mà nghe chú quýt dừa làm như xa lạ dữ lắm. Món này là người ta ăn hồi đời bà cố nội tao tới giờ. Mà thiệt mấy bà, cái món này là hồi đó là bà nội của tôi truyền lại đó. Ăn được một lần nghiền luôn, cái nách giật giật rớt mấy cọng lông cả trơn. Nguyên liệu của cái món này thì nó dễ ợt hà. Mấy bà lộn mèo vô phòng xin thằng chồng 50. Thằng chồng mà nó có lỡ đục mình là nó không yêu mình rồi thôi. Buồn, về nhà mẹ ruột mình quá duyên buồn chuối đi. Xong rồi bắt đầu về hai vợ chồng làm quà nhau. Nhớ bà cho chuối sống thì lấy, chuối chín thì trả lại bà đi. Bà ốm chừng nào mà nó sống lại thì mình lấy nha. Đem về mấy bà cắt ra, đem đi luộc nguyên trái gì đó. Rồi trên đường đi có lọt gậu bờ gào thì bắt đầu hái được mớ rau sống thì mua. Còn không mua được thì mình hái. Ăn cái này thì giống như là ăn bánh tráng cuốn vậy đó. Phải chuẩn bị rau sống nữa thì nó mới tươi, nó ngon. Giống như là nãy đã quảng cáo rồi, cần có rau sống cho nên thành thử ra là mình phải mần nước mắm. Sẵn tiện bữa nay chỉ cho cái công thức nước mắm luôn. Đầu tiên là mình phải băm ớt với băm tỏi làm sao mà cho nó thiệt nhuyễn. Băm nhuyễn nhừ, bắt đầu mình bắt lên cái nồi nước sôi mình để nó đi. Khúc này là đi ra ruộng cái vườn. Hôm trước ba cái đậu đũa tôi nói với mấy bà ha, nó chín bắt đầu đâu ai ăn đâu. Nó già hơn tôi nữa, nó già giống như trái cà vậy đó. Rồi bây giờ là cắt vô, mình lột cái hột nó ra tí xíu nấu chè ăn thôi bị nhức nách. Cha nội ăn món nào cũng đòi nhức hết trơn á. Ghi cái nách chắc có vấn đề quá. Thôi bây giờ là chở vô bằng nước mắm nè. Cái nồi nước của mình nó sôi rồi đó, mình cho vô cái phần tỏi với phần ớt mình đã băm, cho tầm khoảng là 6 muỗng nước sôi, 4 muỗng đường cát. Còn chanh á, có chanh không hạt thì mấy bà cắt chanh không hạt, còn không có là lượt cái hạt ra. Hồi nhỏ nha lộn trái chanh mà nuốt luôn cái hột má tôi hù. Trời ơi mày nuốt luôn hột nữa nó mọc cây lên cho mày coi. Chưa hết đâu, gặp thằng anh tôi nó bonus thêm nữa. Rồi, rồi tao cho mày, mày nuốt hột hả con, mày nuốt hả? Má ơi, nó nói khi nào mà tôi khóc thì thôi đó mấy bà. Xà ba lát một hồi tới cái công đoạn này luôn rồi. Mấy bà nhớ là mấy bà lấy cái thịt của chanh á, sau đó là mình nặn thêm tí xíu chanh vô nữa. Rồi pha vô trong đây là tầm khoảng 4 muỗng nước mắm nữa là ok. Còn đây là mấy cái hột đậu đũa nè, được thì bảo quản phơi khô. Nấu chè ăn hơi bị ngon ha. Đợi tí xíu tầm khoảng là nửa tiếng đồng hồ thì cái phần chuối của mình đã luộc xong. Xong mình tách ra cái vỏ, mình lấy cái vỏ mình bỏ cái ruột, bắt đầu cái mấy bà đem vô mấy bà đâm. Cho vô cái cối á, mình quết giống như là quết khoai mì vậy đó. Quết càng nhuyễn là nó càng quện lại nó càng ngon ha. Công nhận nha, chuối của mình quết cái kiểu này nè mấy bà, nó sổ ra bột nó chèm bẹp ăn đã lắm. Rồi, cái này nhà của mình đông á thì mình chịu khó mình ngồi mình quết. Mà quết nó mới ngon nha, đừng có để vô máy xay xay nó cũng không có ngon lành gì. Quết á thì nó có cái độ quện quện lại vậy nè. Xong rồi mình cho vô đây tầm khoảng 2 muỗng đường, tại tí xíu nữa mình gói mình chấm đó thì mình cho đường ít thôi. Còn bà nào mà muốn ngọt nhiều á thì cho đường nhiều tùy theo à. Rồi, bắt đầu cái mình đổ vô trong đây là ba cái xác dừa sơ dừa mà cái này là tôi không có dừa khô, dừa gắm vỏ á, cho nên là tôi để dừa khô luôn. Bà nào mà có dừa mà gắm vỏ tươi tươi tí xíu mấy bà trộn lên là ăn hơi bị tính nói nhức nách nữa rồi đó má. Thôi tới cái công đoạn nè, dọn ra bánh tráng, chuối quýt dừa, rau sống. Rồi bắt đầu ha, mình cuộn lại, mình chấm với nước mắm. Tôi hỏi thiệt với mấy bà nha, tại vì cái này là có một số người người ta đã ăn rồi. Nhưng mà có một số người tôi làm lên là cũng chưa có rành, chưa có biết. Nguyên liệu nó thì đơn giản, bữa nào mấy bà làm đi, cái nách nó giật giật bằng. Ông Mon thì lần đầu tiên được tôi làm ăn luôn. Cũng khen quá trời quá đất, cũng tâm sự thiệt. Hồi nào giờ á, là lúc trước tôi chưa có về đây thì ổng còn nấu ăn rửa chén đồ này kia nghe. Từ ngày hả tôi về đây rồi, mấy cái công chuyện đó là tôi làm không luôn á mấy bà. Mà không sao, bù lại người ta làm khác. Nó nói chứ phụ qua phụ lợi mấy bà nội ơi. Tới cái công đoạn này là nhắc cái gì mới biết không? Thiếu ba cái hộp đậu phộng. Trời đất quên, nãy tôi quên gãi đậu phộng có mà quên. Gãi cái phần đậu phộng gan của mình lên nữa. Trời ơi ăn nó giòn sừng sực mà nó béo. Chuối quýt dừa của mình đó nó quện vô. Ăn dẻo không có bị ngán. Bữa nào thử chuyển liền đi mấy bà. Nói thiệt nè, lâu lâu mấy bà nấu cơm củi xong cái đi ra mua cái con mắm cá lóc. Rồi thí dụ nha, ở ngoài vườn mình có rau có rác thì đó mình ra ngoài mình hái vô. Trời ơi bữa cơm vậy thôi chứ mà nó ngon còn hơn đám dỗ nó đó mấy má. Không tin bữa nào bà bắt trước tôi bà làm thử cái coi. Chồng bà đi về nhiều khi thịt thà đồ này kia nó không khoái chứ nhiều khi người ta khoái như vậy hung ôm hung chục chục luôn. Hổm gà là quay clip néo thôi, nói theo cái giọng mà trầm cảm trầm tư nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Cái mấy bà nội bình luận vô biết sao không? Ê Nhân ơi, nhớ là cái giai điệu ngày xưa mà đừng có để cho tao mà phải mà lơ theo quê hương đồ này kia. Nói tóm lại là em thích gì em đăng đó mấy bầu ơi. Bây giờ là từ ngày mà em có cái nick mới này nè, lâu lâu mấy bà nhắn tin vô mấy bà trò chuyện với tôi, kêu tôi nấu món này món nọ món kia rồi kêu tôi nói chuyện về đi. Chứ ngày xưa nói chuyện xà lơ lắm đó. Vườn sầu riêng bữa nay là còn hơn 2 tháng nữa là mình có trái mình hái rồi. Má nào có đăng ký thì viết tên vô sổ khai sinh rồi follow tôi nữa, tôi mời về nghe. Chị em thì chị em chứ vườn sầu riêng người ta mần phân thuốc đồ này kia trong đó không, thì mua thì bán rẻ cho chứ không có tặng không có cho. Nói trước không có buồn để nữa cái gì chứ. Ôi thằng này nó ích kỷ dữ trời, mình lâu lâu mình về không có mấy má ơi. 1-2 người thì còn cho được chứ nguyên một cái hả ở trên TikTok này lỡ luôn thì tôi cho tôi lỗ thấy bà nội tôi luôn hả chi. Rồi quay lại cái con mắm cá lóc nè, đi ra ngoài chợ mua cái con mắm nào mà ngon nhất, nó dai á, nó càng dai nó càng ngon. Ông bắt đầu kêu bà bán thịt cắt cái lưng,
cắt cái mỡ lưng của con heo á, bắt đầu cái mỡ lưng mới ngon nha, mỡ xa là không có ngon. Về chịu khó mình thắng mỡ trước cũng được nữa, mình lấy cái tốp thôi. Phần thịt á thì tầm khoảng là 200g, cái này còn tùy thuộc về mấy bà thích ăn thịt xay nhiều hay là thích ăn mắm cá lóc nhiều. Xay xong thịt rồi cho nêm nếm vô đây làm đường, bột ngọt, tiêu, tỏi, ớt. Ê, đừng có để nước mắm muối gì vô này nữa nghe, nó mặn dữ lắm rồi mấy bà cô. Xong rồi á, mua mắm người ta có cho mình miếng nước đó, mình đổ phần nửa nước vô đây sình sệt rồi mình trộn lộn cái phần này lại với nhau, lúc này là nó thơm banh lỗ mũi. Xong mấy bà lấy cái con mắm cá lóc á, cái này tùy nha, ai thích cắt ra thì cắt, tôi không thích cắt tôi để vậy cho nó đẹp. Sắp xếp lên xong rồi mình nhấn nhấn nó nằm ở chính giữa. Rồi lúc này để topping là tỏi, ớt, tiêu, hành, củ, mấy bà muốn sắp sao mấy bà sắp. Rồi phân vô cái bản mặt của con cá lóc là lớp mỡ lên trên nữa, ăn đi tí xíu nó cho nó giòn giòn. Rồi xong rồi bắt đầu để lên mình chưng. Hồi nãy chắc nước cơm á, tôi nói ông cố nội để tí xíu nữa mình chan cái nước cơm này nè, quay clip lên là người ta thấy người ta gửi nhớ quê hương. Mới chắc nước cơm ra được có chút xíu, ông cố nội tôi lấy cái bịch đường bỏ vô cái ọt uống ẹt hết trơn. Rồi quay cái khúc này lên là cũng chiêu chiêu đồ đó, tưởng đâu chiêu hả, ngồi hái một chút xíu đó, mũi đen cắn cái nó đòi vô, chịu nổi không? Mấy bà gặp tôi ở bên ngoài là tôi sẽ đen hơn ổng nữa, ổng y chang là công tử bột vậy đó mấy bà nội. Nhưng mà được cái là hiền queo nha, đặt đâu là sai đó, kêu chữ ai chữ không có suy nghĩ, vậy cũng được, mình tạm tha thứ. Còn cái bắp cải tôi quay lên hồi Tết tôi mới hỏi mấy bà, ủa sao bắp cải của người ta trồng là nó cuốn 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 lại còn của tôi nó chưa cuốn lại? Thì bữa nay nó cũng cuốn rồi mà nó cuốn cái bắp có tút xíu xíu, đã vậy nó còn bị hư bên ngoài nữa, nhìn cũng buồn cũng rầu rê. Mắm này chân nửa tiếng là chín rầu, tôi để 45 phút luôn tại tôi sợ nó không chín, ăn vô rồi thấy ông cố nội nhiều khi nó sống ăn vô bạn mình nó buồn, nói chứ chừng không chín tới nó thúi lắm. Tại vì mắm mà người nào ăn được thì khen nó thơm, còn người nào ăn không được thì khen nó thúi vậy thôi. Rồi gao của mình đã luộc xong, cái gao lan hồi mới luộc tôi lấy ra nó xanh, bắt đầu khen nha, ủa sao mà đọt lan luộc sao mà xanh lè xanh lét ngon dữ vậy. Gấp ra rồi để ngoài gió tí xíu nó đen thù lùi, ta nói đừng có khen gì trước trơn á, khen là té hen bà cố nội. Rồi còn nhân đốt tí xíu mà cái cơm cháy nó vừa ăn tới, thằng Đăng là đạo cơm cháy, mọi người nhìn thấy không, cái hũ muối tiêu kế bên, kìa ông cố nhỏ nghe nói là bữa nay nấu cơm củi có cơm cháy là ta nói ngang cỡ nào nó cũng ra, mọi người ơi nó dứt nửa nồi luôn đó. Mà đặc biệt một điều là nó ăn với muối tiêu không, thiệt luôn nha, mới ban đầu là tính làm vui vui thôi mà ai ngờ đâu ăn thiệt. Tôi thì ăn 3 chén, ông Ngon thì đâu đó cũng 3 chén, thằng Đăng thì nửa xề cơm cháy mà nó ăn thêm 1 chén cơm thêm. Bé Đăng đường cái nó nhại miệng lắm, nấu gì ăn đó, nó không chịu ăn thì mình nhét nó chứ không gì. Thiệt cuộc sống của mình là giờ nấu cơm điện không à, bữa nào mấy bà chuyển qua mấy bà nấu cơm củi một bữa một thôi là thấy cái bữa ăn tự nhiên nó ngon liền. Nói chứ mình nấu cơm củi nhiều khi nó ăn nó cái hộp cơm nó tơi ra mà có cơm cháy ăn nó hơi bị dính. Không tin sáng mơ bà đi chợ bà nấu thử coi, chồng hồi nó hôn tục tục luôn. Trời ơi trời, tôi với má tôi review cái con lút con nút Huế, đợi 2 ngày rồi gửi từ Huế bây giờ mới nhận được, chiều rồi mà tôi cũng tranh thủ tôi chạy ra tôi lấy luôn nè. Đây là cái thùng con lút Huế nha mọi người, người ta mua thì rất là mau luôn, còn Nhân mua ship về miền Tây á là Nhân nhắn tin với người ta là phải mất tới 2 ngày, mà bây giờ cái trong này là không thấy lạnh lẽo như là khui ra không biết gì sao bên trong nữa nè. Nguyên một cái thùng này là mình mua 450.000 đồng tính luôn tiền ship, là mình thấy ship từ Huế vô luôn nha mọi người. Đây mọi người ơi, ủa rồi ship trái bần hả? Dạ, chị có mua cái con rút, dạ chị có mua rút nữa, chị có gửi rút cho mình nữa. Rồi 4 bịch nè, rồi có 5 cái trái này cái gì nha không biết tên, và nguyên một cái hũ này luôn nè. Sao của người ta mình thấy màu xanh, à có một con màu xanh nữa nè, có màu xanh màu trắng nha mọi người. Đây có cái con màu xanh xanh nè mọi người, và sao mà đa phần là trắng nhiều nha, do là chị nói là bây giờ là vào mùa rồi cho nên là nó già không, cho nên thành thử ra toàn là màu trắng không à. Đó cái chân của nó rất là dài luôn nha, cái chân của nó nè. Đây chân của nó đây. Đây là cái con màu xanh nha mọi người, màu xanh thì nó dày. Có những con thì chân nhỏ nhỏ xíu xíu à. Con này nó mới đẻ nên mình thử cái chân nó nhỏ nè. Con lúa á là mình đã rửa sạch rồi, nhưng mà mọi người biết không, là rửa vô mình nhận trễ quá, bây giờ là đúng 18 giờ là 6 giờ chiều, bây giờ là cố gắng chạy đi ra chợ à, mua rau, mua rác, nói chung là mua tất cả đủ thứ topping hết trơn, làm cho nó đúng bài bản luôn để mà mọi người nói là mình ăn nó không đúng nó không ngon. Một ngày một trái hả chị? Nó có ngủ nha. Nè nó có ngủ trắng trắng nè. Ăn nó ra sao? Là nó ngon lắm rồi. Tại vì yêu lắm rồi. Bạn cái là tiếng không có gà gà tao quế mua đó. Để cái khác gọt coi. Không, cái này là nó có lỗ. Ủa mọi người ơi, cái này là nó có lỗ gì hay sao ta? Sao giống trái sung như vậy? Nó mà bị hư. Ừ, vậy là nó cái trái nó giống trái sung rồi. Nó có lỗ gì đó. Nè, nó có hộp hộp giống như trái sung. Ủa, nó đặt heo luôn rồi. Chưa có khan là sao nó đặt. Khan sao mà? Nặng chanh rồi vô đó, để ớt rồi vô, để bột ngọt rồi vô. Không có để đường, không để bột ngọt đâu. Thôi. Ăn không? Cay hơi mà ngon lắm. Cái này mà kho thịt cái là bái tét luôn. Mắm rút này là mắm rút Huế nha mọi người, là mua ở ngoài Huế vô luôn á. Cái chị đó nói là chấm em á. Em mua là em phải mua đúng Huế luôn á nó mới ngon. Em phải chấm đúng mắm rút Huế luôn nó mới ngon, thơm nha.
cái con này màu xanh nè, con này màu xanh nè. Có cái bà này sao bà có ra cái đuôi có chút xíu siêu nè. Rồi cái này thì người ta cuộn với rau rồi kia, hoặc là mẹ chấm thêm một con nó vô được không phải? Trời ơi, ăn không? Ăn sống, chấm một con vô cũng được, hoặc là mẹ cuộn với rau cũng được. Tôi có thể ăn được, còn nó chấm với rau. Thằng ơi, người ta ăn sống mà mình luộc. Giờ để ngày mai còn dư nhiều để con làm bún cho. Con làm bún bún nút cho. Con làm ra một món khác nữa. Nè, ăn nguyên một cái con còn chân luôn nè. Cái này nhà nó vô. Nó vô tới nó có cái con này nè, ông trời ơi. Thôi, ăn về còn nguyên gì nè, nó mới ngon nè. Mẹ ăn luôn không? Ừ, nè. Trời ăn đi. Nè. Thôi. Trời ơi. Tao ăn cho tao té ngang liền. Đâu có ngon lắm. Đâu, ông nội ông ăn đi. Ngon. Mày ăn đi. Ngon lắm. Trời ơi, ăn một ốc hết. Mày ăn trước đi. Tao rất ngọt. Mày ăn thử đi, ngon cái tần. Cũng ngon hả? Ủa mọi người ơi, mình ăn mình chắc là mình ăn được á mọi người. Mình ăn mình cũng cảm thấy ngon á. Nó cứ sừng sực và cái này giống như là cái miếng rau câu dừa luôn, thiệt sự nha. Nè, bây giờ là kẹp nó giữa cái trái bả và cái gì ta? Kẹp giữa trái bả và cái trái chuối. Trái bả nè, trái chuối nè, rồi rau sống rồi này kia nè. Chấm vô này, chấm vô nè. Nó. Tao sẽ tao vô cuốn giò. Trời ơi, bà kéo ra một đống rồi. Rồi có ai ác nhờ bà xé cái con cuốc ra một giò luôn. Nè, nguyên con cái này là nguyên con. Con này là con thứ hai nhà mà ăn ngon thiệt. Con mà cũng không phóng rồi. Chọc bà cái chuỗi vậy. Sao hả? Nói ăn được mà. Mình ăn được. Ừ. Chưa? Nè, gì vậy? Ăn không? Kêu bà múc banh mà bà. Bà ăn cho ăn gian để đó nè. Bà cho ăn gian rồi bà. Con nuốt. Con nuốt. Trời ơi, trao trao ơi. Con này đằng sau. Dạ. Nè, con. Tình vô cho tao ngon, tao muốn mua tình mày. Con cái xe hả mày? Ăn không được thì thôi. Ăn không được thì thôi, để con ăn cho. Để con ăn cho. Nó làm gì nhé. Cái gì? Ừ. Nè, để con xé cái đầu nha. Nè, để con xét cái đầu nó kìa nè. Lấy cái giò nè. Mày xét rồi mày để tặng nguyên con vậy đó. Đâu có nè, bà lấy cái giò nào bà lấy. Là ngon chứ. Là ngon dữ chứ. Nãy giờ mày ăn bơ 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 bơ. Ủa trời. Ừ, ngon dữ. Điều cho người ta bán. Uống tay lắm. Chết rồi. Bà bánh ngon. Vì biết trong tan mà tự nhiên. Ngon dữ chưa? Cái mày kêu la vậy? Mày cứ cút ăn đi. Không ai cút. Ăn nữa đi cho nó thấy giọng nào. Nhà con cút này. Gì? Ăn sống ăn không á? Được. Cơm qua nha tao. Nửa đêm rồi ăn cái ớt tao này đi. Ê, bây giờ là mình ăn không nha mọi người. Bây giờ là mẹ mình sẽ ăn không cho mọi người. Tao mẹ ở đâu mà ăn không được nha. Mẹ ăn đi. Đỡ lấy tiền rồi. Đỡ nhận tiền. Trời ơi, con kia không phải ăn không đi. Mẹ ơi. Nhưng đây mọi người ơi, bây giờ là một bít quá. Cái con này thì cái giò của nó rất là dài luôn. Nhân mua cái này là rất là dài. Giờ là mình ăn không, mình không ăn chung với trái vả hoặc là chuối nữa nha. Con này không có giò, con cảm ơn được.
Giống như con sứa. Buồn không? Ủa, mẹ ăn không đi, nó giống như là mọng dừa. Ở lộn, nó giống như là trái thốt nốt vậy đó. Ăn không nè, nó ngọt nè. Ăn không nó cũng không có tanh mọi người ơi, đây nè. Đây 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 đây, nhân cánh lại một không cho mọi người coi nha. Nghe nó giòn dữ vậy. Giống như mẹ, giống như mẹ vô không quen á thì sẽ bị ớn miệng, còn mà mình ăn được rồi mọi người, nó giống như là một cái miếng rau câu á. Cái phần này nè, ăn quen rồi cô thấy ngon giòn. Cái phần này của nó giống như là cái miếng rau câu, còn phần chân của nó rất là giòn luôn, mà mình ăn thì ăn được, nó không có bị ngán miệng nha mọi người. Rồi mình kiếm cái con nào thiệt là bự luôn coi, mà đuôi tai con này nha. Con nó bự mà không có chân nè, con này là bự nè mà có chân luôn nè, để mình ăn không cho mọi người coi nha. Nhưng mà nó không tanh, không tanh và nó không nghe mùi vị trơn á. Không thích mẹ ăn không được ơi. Thì nó lạnh lạnh không, nó ớn gì chứ nó không có mùi tanh. Đây. Phần đầu của nó sẽ xịt nước ra. Y chang làm cái miếng hút nốt. Còn phần chân của nó rất là giòn luôn. Ngon, ngon. Mà mình ăn ăn với cái trái vả này nó sẽ ngon hơn nè. Để nhân kẹp với trái vả này lại một lần nữa. Không, nó chắc hơi thôi à. Mà kẹp trái vả với lại chuối sống nè, nó như vậy nè. Như vậy là ăn là đúng bài nè. Nó sẽ rất là ngon luôn, mùi chát chát. Mà cái kia nó đòn sụt, ăn rất là ngon. Đây, đây. Mình nào giờ là mình không có ăn đồ sống quen. Sashimi vậy đó. Không phải là không ăn được, nhưng mà mình ít khi nào mình ăn lắm. Nhưng mà mình ăn cái con này mình thấy nó không có bị tanh đó mấy bạn. Đây, mình để rau vô. Đây. Rồi cái này con mà bự hết. Con đó nó nhỏ. Con bự là cái con mà ăn á, bạn nào mà mua chúng cái con mà có chân ăn nó sẽ ngon nha. Còn nếu mà nó chỉ như vậy nè. Nếu mà chỉ mua chúng mấy con như vậy thì ăn nó sẽ bị ngán lắm mọi người, và nó sẽ bị ớn miệng. Còn mà mua mấy cái con mà chân dài như thế này nè, ăn nó rất là giòn và nó ngon luôn. Cái đó là cái cảm nhận của mình nha. Hầu với một con được rồi. Là một kẹp một miếng chát rồi nè, một miếng chuối nè. Bỏ ra miếng đây. Ủa. Miếng này chứ. Cái vả vô. Rồi. Mình thấy á, bạn nào mà mua chúng mấy cái con mà nó như thế này ăn thì nó sẽ rất là bị ngán, và kiểu giống như là nó bị nhợn nhợn trong miệng của mọi người á, là mọi người sẽ khó ăn. Còn mà mọi người mà mua mấy cái con mà giống như nhau nè, mấy cái con mà cái chân nó dài như thế này nè, mà cái phần đầu của nó nhỏ như thế này nè, thì mọi người ăn nó sẽ dễ, nó ngon hơn. Kiểu giống như là cắn vô á thì cái phần này nó sẽ xịt nước ra, rồi cái phần dưới chân nó sẽ rất là giòn. Còn mà bạn nào mà mua mà chúng mấy cái con như vậy không, thì mọi người ăn sẽ cảm giác trời ơi, nó xịt nước ra vậy không á, là mọi người bị ớn miệng. Còn nhân mua mấy cái chân như vậy thì ăn nó giòn, nó ngon lắm mấy bạn. Nó cũng xịt nước ra cái phần đầu, nhưng mà cái phần đầu nó nhỏ. Để mình nhìn đi. Mấy con giờ cắm vô đây uống luôn đi. Mấy cái con mà cái chân dài như thế này nè, ăn nó rất là giòn luôn. Đây nhân ăn thử một con chân dài cho mọi người coi. Và tổng cộng hồi nãy giờ là Nhân đã ăn được 12 con mấy bạn. Và mình cảm thấy như thế này nè, là mấy bạn nên mua cái con nào mà nó có cái chân dài như giống như là Nhân nè, mọi người ăn sẽ ngon, giòn và không có bị ngán. Còn bạn nào mà mua cái phần đầu á, Nhân thấy mọi người quay cái phần đầu lên, có nghĩa là không phải là người ta bán phần đầu cho mọi người đâu, mà bởi vì cái con nút đó hình như là Nhân thấy cái chân của nó ra nó bé, có nghĩa là nó không ngọc hay sao đó, mình cũng không rành nữa, nhưng mà cái phần đầu nó bự quá thì mọi người ăn nó sẽ bị ngán hơn. Dạ mọi người ơi, gì vậy trời. Rồi bây giờ bây giờ nói chung là ai mà chưa thử thì mọi người cũng nên thử một tí xíu, bởi vì đây cũng là một cái món đặc sản ở ngoài Huế nha mọi người. Nếu mà mấy bạn thích cái chủ đề này nữa thì các bạn nhớ comment cho mẹ con Nhân biết, để mẹ con Nhân quay nhiều hơn nha. Bây giờ thì bye bye mọi người. Bye. Tôi nói má tôi cái tô mắm này là cái tô mắm chay. Tháng 7 này bà ăn tương là bà ăn được đó. Mẹ ơi, cùng cái gì mà ăn tương ăn chay mà đi kêu tao ăn mắm. Vẫn không tin. Để bữa nay tôi chỉ cho mấy bà công thức, bị cho tôi 200g núm rơm, 3 cây núm mèo khô, ta hay gọi là mộc nhĩ, một keo chao nhỏ, cái chén đỏ đỏ đó là dầu màu điều, 2 muỗng bột gạo, cà chua, dưa leo, rau sống, ớt với lại hành tím, thêm 4 miếng tàu hũ. Ra chợ thấy người ta chỗ bán đồ chay đó, cô bán cho con bịch mắm. Cái này là mắm đậu, 50.000 một đống luôn. Tôi mua 5.000 là chân đủ một tổ này luôn. Núm mèo mình ngâm nước cho nó nở ra. Vô sởn cái của bà. Chọi 4 miếng tàu hũ vô mình chắc cho sạch nước. Đây là cái xác tàu hũ sau khi mà mình chắc sạch nước nè. Quê tôi Lai Dung người ta chắc nấm gom nhóc. Tôi mua 200g ta mặn sẵn gì có 8.000. Hôm bữa tôi đi lên Sài Gòn, bà nội ơi, 12.100g. Tưởng đâu bà bán 6.100, 200g 12.000. Thằng nhỏ quê một cục luôn. Thôi quay lại chủ đề nè. Nấm gom mấy bà băm nhuyễn ra, hất cái nồi nước lên cho vô tí xíu muối. Rồi mình để cái phần mà nấm gom hồi nãy mình băm nhuyễn vô. Nó sôi lên một lần cái mình dạo cho nó chín nấm gom cái mình vớt ra. Miếng giấy mụn hồi nãy kêu cắt đó, có lỡ bỏ rồi thì vô chồng cắt thêm vài tấm nữa.
nữa. Đổ cái nấm gơm vô rồi bắt đầu mình vắt sạch nước. Đây là thành phẩm mình nhận được là một chén nấm gơm nó đã chín rồi. Bây giờ là nấm mèo. Sau khi ngâm xong nó giòn sừng sực như vậy nè. Mình tỉa cho nó mỏng ra. Tôi nói nghe tháng 7 này người ta ăn tương nhiều lắm. Bởi vì tháng này là tháng Vu Lan. Trời đất ơi, bà chọt vô chứ không phải tháng cô hồn hả mày. Đây là mắm đậu nè. Đổ cho nó nhuyễn ra. Trái ớt này nó không có cay nghe. Ai chịu bông qua lẹ lẹt giống tôi thì làm, còn không thì nét qua cái bước này. Dễ ợt hà. Mình cắt cho nó thành 3-4 cánh gì đó. Dục vô thao nước lạnh tí xíu nữa là nở tà lẹ tắt lét kìa. Rồi xong rồi hen. Bây giờ mình bay vô mình chưng nha. Cho cái tô tàu hũ mà hồi nãy mình chắc còn cái xác không đó, đổ vô cái tổ mắm. Nấm gơm hồi nãy mình chắc hết nước đó, cũng đổ vô trong đây. Nấm mèo thì cũng ụp vô trong đây luôn cái một. Rồi cho vô đây tầm 2-3 muỗng tiêu. Hành tím thì lựa củ nhỏ nhỏ như nè, sắc ra từng lát. Gã vô đây nữa cho nó thơm. Còn đây là kinh nghiệm tôi mua chao. Chao nào mà nó nổi lên trên là tôi mua. Cái này là bí kíp gia truyền má dặn vậy. Múc vô trong đây là tầm 2 muỗng cà phê chao. Và mình nêm nếm là 2 muỗng đường, 1 muỗng bột ngọt, 2 muỗng hạt nêm. Mình bỏ mớ tiêu sọ vô ăn hồi cho nó thơm. Nhà có tiêu sọ đâu, bỏ đỡ tiêu đen. Đeo cái bao tay vô, còn ai không có bao tay thì rửa tay sạch. Ngộ lắm, tôi làm cho nhà tôi ăn mà lên trên đây cái vụ bao tay này hoài. Thôi cũng gán bấm bụng mua cái bao tay. Cứ để lên nó hoài tôi nghe tôi mệt cái lỗ mũi. Bụng điều cái không hợp, tán cho nó bằng cái mặt bỏ đó. Màu dầu điều á mình đổ vô trong bột gạo, cho thêm một muỗng canh nước rồi tán đều cái bột gạo đó ra. Chừng nào mà cái dòng chảy của bột gạo á nó giống y chang như tôi vậy là được. Nêm nếm vô đen tí hạt nêm, tí đường, tí bột ngọt, khuấy lên đều một lần nữa. Rồi, bây giờ chuẩn bị cái nồi hấp bánh tét. Nói chứ nhà tôi đâu có đâu, tôi mượn cái đồ hấp bánh bao của người ta về chơi luôn mấy má. Để lên trên bếp chừng nào mà cái sửng của mình nó nóng rồi đó thì cho cái hỗn hợp mắm hồi nãy mình để vô, bột gạo trộn với dầu màu điều nè, mình gắt lên phía trên nữa. Xong rồi mình đậy nắp lại chưng trong vòng 20-30 phút. Chuyển qua công đoạn là khéo tay hay làm nè. Thay vì mình sắc nhuyễn cho mình gãi hành lên. Tôi cũng cảm hường lắm. Tôi cắt cọng hành cái tôi chỉa vậy đó. Rồi hành tím hồi nãy mình cắt khoanh đó, mình cũng gãi lên trên mặt dạng cái đi ha. Tiêu đen còn nguyên hột với tiêu mà mình xay ra cũng gãi lên lớp trên. Xấu xấu chứ cũng cắt bông gắn ơ đồ này lên cho nó đẹp đó. Thấy mười điểm chưa mấy bà. Nói chứ mắm mà mình ăn rau sống này nè, trời ơi ăn hết cái nồi cơm luôn. Chân một hồi gần chín á thì mình trang trí đồ này kia vô, ớt nè, rồi để thêm hành đồ này kia các kiểu. Rồi đó, cho ra một tô mắm chay liền thấy không? Phải nói chứ cái thẩm mỹ bên ngoài nhìn nó đẹp xuất sắc. Nhờ tôi nói mới biết mắm chay cũng tưởng đâu mắm mặn thấy bà rồi. Cái này mà mình cuốn rau nó mình chấm vô cái ngang nhức nách, cái mùi mắm đậu nó xông hừng hực lên. Đã vậy topping của mình còn có nấm rơm nè, nấm mèo nè, ăn giòn giòn đã lắm. Bữa nào làm y gan công thức tôi đi, ăn không ngon không lấy tiền mà làm nó cũng mau, nó đâu có lâu đâu trời. Chút xíu hả? Cua mà ăn luôn vỏ được ghê đó. Loại cua không cần bóc vỏ mà có thể ăn được nguyên cả con, món ngon cùng mắm. Trời ơi gì mà thấy thèm vậy ta ăn. Ở đây kiếm có không ta? Đi ra ngoài chợ. Bởi vậy ta nói coi TikTok là cứ bài hoài vậy đó. Lết ra ngoài chợ rồi có ai bán đâu. Đi cà sàn hết chợ này tới chợ kia. Có bán cua không chị? Không em ơi, có dép con cá à. Dĩ trời, em kiếm cái loại con cua mà mình ăn cái vỏ nó được luôn á. Trời ơi, cưng lấy cái con cá màu hồng này đi. Nó dễ thương mà nó đẹp. Tôi ngồi sao có đầu tôi nó quay rồi. Tôi nghe chị nói cũng đúng. Thôi tôi mua con cá màu hồng về luôn. Về tới nhà rồi tôi mới thấy ủa kỳ ta. Xách cái gỗ ra sau hè tôi phát hiện đúng là chăm nghe không bằng một bấm. Cua ngoài sau vườn của tôi có nè chàng. Đã vậy còn là con cua cớm, con cua lột nữa. Thấy vậy tôi nhẹ nhàng tôi tình cờ tôi bắt được hết con này rồi tới con kia. Lần đầu tiên tôi thấy ở ngoài đời á. Ấm ba la xì bà còn mình sẽ cho ai đi đo hồ biến nè, hồ biến nè. Hồ biến cái này nè nha. Hồ biến. Quá trời luôn rồi. 8 con. Đúng 1 kg luôn. Vô. Bắt được đúng 1 kg 8 con rồi tôi chạy vô lẹ để tôi khoe với nguyên gia đình tôi. Trên đường về tôi có gặp gà, gặp cá, gặp nguyên cây hạnh nữa, tôi hỏi tôi mượn nó 4 trái. Ây cha thì ra đây là cái con cua lột á hả? Ủa mấy bà, tới giờ này còn ai chưa phân biệt được cua đực cua cái không? Cua đực cái mai nó có chút xíu vậy nè. Còn con cua cái là cái mai nó chầm quàm. Để nó chứa con á. Cua này làm đỡ cực lắm. Gỡ cái ức phía dưới của nó ra, nhổ hai cái răng của nó ở phía trước. Còn sống thì đút cháo dinh dưỡng, còn không thì bỏ qua bên. Chuẩn bị xà lách, cà chua, bột chiên xù, bột chiên giòn và một thứ quan trọng không thể thiếu đó chính là dầu ăn mezangon. Cứ đồ chiên rán là phải mua mezangon liền. Rồi, cua chiên giòn người ta chỉ là ăn với nước mắm me. Bây giờ tôi với mấy bà đi làm ha. Cho một tí xíu dầu ăn để tỏi vô khử cho nó thơm. Nhà ai có me tươi rồi á thì mình để vô tí xíu me khô này nè. Dầm nó ra một hồi rồi mình thêm nước mắm, nêm nếm 4-5 muỗng đường, tí xíu bột ngọt, húp vô có. Tôi lồng tiếng vậy mà má tôi bà nói á, sao giống tiếng heo nó đói như mày. Rồi, bây giờ nước chấm mình làm xong rồi. Chuyển qua phần bột chiên giòn, để vô trong đây tầm khoảng 1.5 chén nước. Má nào nhanh tay lẹ chân mà con mắt hơi yếu đó. Lúc nãy tôi có đổ 2 chén nước vô, thành ra cái hỗn hợp của tôi nó hơi lỏng. Mình đập thêm 2 quả trứng gà vô nữa. Đổ cái dầu ăn mezangon ngập chảo. Biết sao mà nhà tôi xài loại dầu này không không? Tại vì cái loại này nó theo công nghệ châu Âu, kết hợp 3 loại dầu nguyên chất: dầu đậu nành, dầu hướng dương với dầu olein, vừa giúp đồ chiên giòn ngon, vừa cung cấp
dinh dưỡng cho cơ thể nữa nha. Tới bước này tôi khỏi cần chỉ, mấy bà cũng biết đường nữa. Nhưng thôi, làm theo cái quy trình của tôi đi. Mình lấy cái con cua lột, nhúng quang lớp bột nước, rồi mình đem lên mình chiên. Chiên tí xíu à là cua của mình nó vàng. Lấy xuống nhúng vô bột nước một lần nữa. Bước tiếp theo, cái bắt đầu mình cho nó lăn qua cái bột chiên xù ha. Ai mà muốn ăn bột nhiều á, tới cái bước mà nhúng qua bột nước đó, mình cứ làm đi làm lại tầm khoảng 3-4 quận, rồi hãy nhúng qua cái bột chiên xù là đảm bảo tí xíu nó ăn ngon bá cháy luôn. Con cái nữa mà tôi khoái vào ăn mezangon nè. Nhìn thấy cái con cua bắt mắt ghê chưa? Tuyệt phẩm giúp có điểm bốc khói cao, chịu nhiệt tốt, bởi vậy cái món chiên nó mới giòn ngon rôm rớp được. Cứ như lời của tôi dặn đi, tôi chiên lửa lớn, không có khét đâu sợ. Trong lúc chờ đợi chiên á thì tôi đi ra tôi cắt cái bông để tí xíu trang trí lên cho nó đẹp. Thành phẩm một dĩa cua lột chiên xù. Tôi quên, tôi chấm thêm với cái nước mắm me nữa. Mới bài trí ra thôi mà mồ hôi lưỡi nó tươm ra rồi đó. Ở ngoài thì giòn rôm rớp, bên trong vẫn còn thịt cua. Thịt nó chấm. Giòn hết. Giòn mà béo nữa. Mới đầu thấy người ta ăn thèm, tính đú chen thôi mà đâu có ngờ nó dính dữ vậy. Nghe cái tiếng tôi ăn thôi là giòn ngon khó cưỡng đúng không mấy bà? Nói tóm lại là chỉ cần xài một cái chai dầu ăn mezangon là chắc có thể tôi chiên giòn nguyên cả thế giới luôn. Nói gì nói chứ tôi chia sẻ công thức, mấy bà cũng nhớ thử nghiệm theo nghe. Ai thành công rồi nhớ tan tên tôi vô. Giờ đem vô cho má tôi trải nghiệm.